Good. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quà tặng tri thức, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Lasta phối hợp thực hiện. Chương trình do Trung tâm Điện máy Idea tài trợ. Rất vui vì lại được gặp tất cả quý vị khán giả của chương trình Quà tặng tri thức vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 vào lúc 19 giờ. Quý vị khán giả thân mến, chiều nay thành phố chúng ta đã có một trận mưa thật là lớn, mang lại một không khí thật là dịu mát và dễ chịu. Đại Nghĩa xin chúc cho quý vị cùng với gia đình có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc. À, Hồng Phượng thân mến, trong tháng 9 này thì các kênh thông tin đại chúng trong nước có đưa tin về chuyến thăm New Zealand của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Vậy thì trong ít phút đầu tiên của chương trình hôm nay, có lẽ anh em chúng ta nên giới thiệu cho quý vị khán giả biết đôi nét về đất nước New Zealand nhé. Chắc chắn rằng những thông tin về đất nước New Zealand là những thông tin rất là thú vị mà chúng tôi sẽ đem đến cho tất cả quý vị và các bạn. Thưa quý vị, New Zealand theo âm Hán Việt là Tân Tây Lan. Và với diện tích 268.680 km², bao gồm hai đảo chính là đảo Bắc và đảo Nam, cùng với rất nhiều đảo nhỏ trên vùng Tây Nam Thái Bình Dương. Hồng Phượng còn biết rằng theo tiếng Maori thì New Zealand là Aotearoa, tức là vùng đất có mây trắng dài đó. Đẹp quá phải không? Và với dân số khoảng trên 4 triệu người dân, phần nhiều là người Pakeha và người Maori, là dân thiểu số lớn nhất. Thủ đô New Zealand là Wellington, chỉ có 410.000 cư dân sinh sống. Với dân số nhỏ hơn nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh, nhưng đất nước New Zealand là một đất nước đầy tiềm năng để hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, đặc biệt là giáo dục đào tạo cũng như khoa học kỹ thuật. Cũng chính vì thế mà hiện nay có trên 2.000 sinh viên Việt Nam đang học tập và nghiên cứu tại New Zealand. Và New Zealand cũng đã đồng ý giúp Việt Nam thực hiện đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả của việc dạy và sử dụng tiếng Anh trong nền giáo dục quốc dân đó. Và trong những năm gần đây, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và New Zealand đã tăng dần lên, cụ thể là vào năm 2006 là 214 triệu USD. Và chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết là chuyến thăm cấp nhà nước New Zealand đầu tiên kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây 32 năm. Và với chuyến thăm này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã mở ra hợp tác nhiều lĩnh vực hơn trong quan hệ của hai nước Việt Nam, New Zealand. Hy vọng rằng những thông tin về đất nước New Zealand là những thông tin rất thú vị mà chúng tôi đã mang đến cho tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với những kiến thức thật bổ ích trong chương trình Quà tặng tri thức tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình Quà tặng tri thức của chúng tôi chắc hẳn quý vị vẫn còn nhớ. Có tất cả 3 vòng thi dành cho 50 người tham gia tại phim trường. Bên cạnh đó, chúng tôi kết nối trực tiếp với quý vị khán giả đang ngồi theo dõi chương trình ngay tại nhà. Chỉ cần quý vị nhấc điện thoại bàn lên, bấm vào số điện thoại của tổng đài 1900 1747 hoặc số điện thoại 0891066888. Ngoài ra thì tất cả quý vị khán giả cũng có thể gửi tin nhắn về cho chương trình qua số điện thoại 8383 với nội dung tin nhắn như sau: QTTT là viết tắt của Quà tặng tri thức, khoảng trắng số điện thoại bàn cộng với mã vùng, và những cô điện thoại viên của chúng tôi đang ngồi ở đây sẽ ghi lại tất cả những số điện thoại của quý vị, gấp lại và bỏ vào trong vòng cầu này. Và mỗi khi chương trình chúng tôi lên sóng, Đại Nghĩa và Hồng Phượng lại làm một công việc hết sức quen thuộc của mình là quay lòng cầu, đảo đều tất cả lá phiếu và rút ra 3 lá phiếu bất kỳ. Trên 3 lá phiếu đó sẽ là 3 số điện thoại của quý vị khán giả may mắn trở thành người chơi tại nhà của chương trình Quà tặng tri thức. Còn chần chờ gì nữa, hãy kết nối ngay với chúng tôi nha. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đến với trường quay gặp gỡ với 50 thí sinh cùng tranh quách Hồ Ninh bước vào vòng thi đầu tiên của chương trình Quà tặng tri thức. Xin mời. Không chỉ là tưởng tượng, đâu chỉ là ước mơ, sống với cảm xúc thật, từng khoảnh khắc nâng niu, chỉ một sự lựa chọn. ID 133 Cách mạng tháng 8 quận 3. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào vòng 1 của trò chơi Quà tặng tri thức với phần tham gia trò chơi của 50 bạn đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Xin chào các bạn. Và tôi xin chúc các bạn may mắn. Chúng ta có 10 giây để suy nghĩ, 3 giây để trả lời đáp án. Các bạn nên nhớ là chỉ 3 giây thôi. Nếu như ngoài 3 giây thì máy tính sẽ không nhận đáp án của các bạn. Cho nên thật là nhanh tay nha. Còn bây giờ thì tôi xin phép được đi vào nội dung câu hỏi ở vòng 1 này. Danh thiếp
ra đời sớm nhất ở đâu? A. Nhật Bản. B. Trung Quốc. C. Ai Cập. Và D. Ấn Độ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ rồi. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem nên chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây của chúng ta đã trôi qua. Chờ để xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn. Ở đáp án A có 4 bạn. Đáp án B có 29 bạn. Đáp án C có 14 bạn. Và đáp án D có 3 bạn. Bây giờ là đáp án chính xác của câu hỏi này. Đó chính là đáp án B. Kính thưa quý vị và các bạn, danh thiếp xuất hiện ở Trung Quốc từ thời cổ đại. Tấm danh thiếp sớm nhất được làm bằng tre hoặc là bằng gỗ. Xin chúc mừng 29 người bạn đã chọn đáp án B. Các bạn sẽ được bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ chúng ta hãy đến phim trường A2 của đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh xem vị khán giả may mắn đầu tiên là ai nào. Xin chúc mừng 29 người bạn đã đáp đúng câu hỏi đầu tiên của chương trình. Anh Nghĩa ơi, như chúng ta đã biết rằng tấm danh thiếp là một đồ vật rất là quan trọng trong giao tiếp. Nhưng mà nếu mà nói về nguồn gốc của nó thì ít ai chúng ta để ý đến, đúng không anh Nghĩa? Thì qua câu hỏi của vòng 1 vừa rồi của chương trình Quà Tặng Tri Thức, chắc chắn rằng chúng ta cũng như quý vị khán giả cũng biết thêm một thông tin hết sức lý thú từ chiếc tấm danh thiếp, một việc hết sức quen thuộc hàng ngày trong chiếc bóp của chúng ta. Còn vừa rồi thì các bạn ở phim trường đã vừa trải qua vòng 1 của cuộc chơi, còn bây giờ thì sẽ đến với vòng 1 của dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ đây. Quý vị khán giả đừng rời khỏi màn hình nha, chờ một chút xíu thôi. Hồng Phượng sẽ làm công việc của mình, quay lòng cầu và rút ra một lá phiếu bất kỳ. Hồng Phượng sẽ đảo đều tất cả những lá thăm để chọn ra phiếu thăm may mắn đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Và đây là phiếu thăm may mắn đầu tiên, xin mời anh Nghĩa. Chúng ta hãy cùng nghe xem. Số điện thoại mà anh Nghĩa đang cầm trên tay là số 056-821-369. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại này đã trở thành người chơi tại nhà đầu tiên của chương trình Quà Tặng Tri Thức hôm nay. Trong khi chờ đợi làm quen với chủ nhân của số điện thoại may mắn đầu tiên thì chúng ta cùng làm quen với 8 bảng logo đang có mặt ở đây. Đây là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea thưa quý vị. Logo đầu tiên, trung tâm điện máy Idea, đúng hàng, đúng giá, đủ hàng, đủ hiệu. Logo số 2, Samsung, không có gì là khó tưởng tượng. Logo thứ 3, Sony, riêng một bản sắc. Logo thứ 4, Toshiba, tiên phong trong công nghệ. Logo thứ 5, Danton, Danton Electronics, thiết bị âm thanh chuyên nghiệp. Logo số 6, Sanyo, luôn vì môi trường. Chúng ta cùng đến với logo thứ 7, LG, cuộc sống tốt đẹp. Và logo số 8, Olympus, tầm nhìn của bạn, tương lai của chúng tôi. Thưa quý vị, đó chính là 8 logo sản phẩm của trung tâm điện máy Idea. Và mỗi một khi có vị khán giả nào lựa chọn một trong 8 logo này, cả đài Nghĩa và Hồng Phượng đều rất là hồi hộp, không biết rằng đằng sau tấm bảng logo đó là phần quà gì. Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả đầu tiên để xem họ chọn phần quà gì cho mình nhé. Alo. 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 Alo, xin chào chị ạ. À. Dạ, chào chị Hồng Phượng với anh Đại Nghĩa ạ. À. Chị hãy tự giới thiệu về mình. Dạ, em cũng tên Phượng chị. À, em đang ở Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Dạ, ở đâu ạ? À? Alo. Đang ở Quy Nhơn chị. À. Ở Quy Nhơn. Và ở Quy Nhơn thì có gắn liền với một danh nhân rất là nổi tiếng. Đó là thi sĩ Hàn Mặc Tử. À, không biết chị có thuộc một câu thơ nào hoặc là một bài thơ nào của thi sĩ họ Hàn này hay không? Dạ, à. Sao chị? Sao anh? À, không biết rằng chị có thuộc một câu thơ nào của thi sĩ Hàn Mặc Tử hay không ạ? À?
À dạ có chị, coi như là ở Quy Nhơn mình nó có cái khu du lịch của Hàm, du lịch của Hàm Mật Tử là nổi tiếng đó chị. Đúng rồi, yeah. Ở Quy Nhơn thì có một khu du lịch về Hàm Mật Tử rất là nổi tiếng. Chị có thể kể thêm một chút xíu về khu du lịch này không ạ? À? Dạ, Quy Nhơn thì có bãi trứng hoàng hậu nè, hầm hô ở Tây Sơn á. Nghe lời kể của chị thì Đại Nghĩa thấy rằng rất là hấp dẫn. Tiếc là Đại Nghĩa chưa có một dịp nào có thể ra Quy Nhơn. Nếu như sau này có dịp ra Quy Nhơn, chắc chắn rằng Đại Nghĩa sẽ đến những nơi mà chị vừa giới thiệu. Xin cảm ơn chị rất nhiều. Dạ, còn bây giờ thì mời chị lựa chọn một trong 8 logo sản phẩm ở đây. Samsung chị à. Logo Samsung. Và chúng ta cùng khám phá xem phần quà đó là gì nào. TV Slim Fit Samsung 21 inch, kiểu dáng LCD nhỏ gọn chỉ bằng 1/3 TV thường. Đây là một phần quà rất là hấp dẫn, vì vậy chị hãy cố gắng lên để đáp đúng câu hỏi của chúng tôi chị nhé. Còn bây giờ câu hỏi dành cho chị như sau. Trước khi đọc câu hỏi thì Đại Nghĩa nhắc chị một điều rằng hình như đường truyền của chúng ta hơi có bị vấn đề một chút xíu. Thành ra chị hãy cố gắng trả lời thật sớm, đưa ra đáp án sớm hơn trước 10 giây nha chị. Bây giờ câu hỏi dành cho chị như sau. Truyền thuyết Hồ Gươm đã gắn liền với tên tuổi người anh hùng dân tộc nào sau đây? Chị có 4 sự lựa chọn. A. Ninh Bộ Lĩnh. B. Lê Hoàng. C. Lê Lợi. Và D. Nguyễn Huệ. Chỉ có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Đáp án nào ạ? Nhanh lên chị ơi. B chị. Đáp án B. Không biết rằng là qua điện thoại thì chị có nghe rõ Hồng Phượng và Đại Nghĩa nói không ạ? Alo. Dạ. Chị có nghe rõ không ạ? Dạ nghe rõ chị. Và bây giờ xin mời chị lắng nghe đáp án của chương trình nha. Dạ. Hồ Hoàn Kiếm trước có tên gọi là Lục Thủy, vì nước hồ trong xanh suốt 4 mùa. Thế kỷ 15, hồ được đổi tên thành Hồ Hoàn Kiếm, còn gọi là Hồ Gươm. Gắn liền với truyền thuyết trả gươm thần cho rùa vàng, ghi lại thắng lợi của cuộc chiến đấu 10 năm của nhân dân Việt Nam chống lại quân Minh dưới sự lãnh đạo của Lê Lợi, tức vua Lê Thái Tổ sau này. Như thế đáp án chính xác của chúng ta phải là đáp án C, Lê Lợi. Đáp án của chị đưa ra đã không trùng với đáp án của chương trình. Vâng, không có gì phải buồn cả, Hồng Vượng vẫn thấy rằng chị vẫn đang cười thật tươi, có nghĩa rằng chị đang chuẩn bị để đến với chương trình quà tặng tri thức lần sau phải không ạ? À, cảm ơn chị với anh à. Vâng, xin cảm ơn chị đã đến với chương trình của chúng tôi tối hôm nay. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với phim trường. Anh Quách Hồ Ninh cùng với 29 người chơi tại đây cũng đang chờ đợi chúng ta đó. Nào, chúng ta cùng nhau lên đường. Hãy đến với vùng đất của những khám phá đáng kinh ngạc. Vùng đất của những chuyến phiêu lưu đáng kinh ngạc. Vùng đất của những cảm giác kinh ngạc. Vùng đất của những xúc cảm đáng kinh ngạc. Hãy đến với một Thái Lan đáng kinh ngạc. Thưa quý vị, chương trình quà tặng tri thức rất mong được sự ủng hộ cũng như sự đăng ký tham gia nhiệt tình của quý vị. Số tổng đài của chúng tôi đó là 1900 1747, sẽ đón tiếp quý vị vào tất cả các ngày trong tuần. Và chương trình sẽ không giới hạn số lần tham gia, cho nên quý vị có thể tham gia chương trình nhiều lần. Lần này không thành công thì tham gia lần khác. Rất mong được sự ủng hộ tham gia nhiệt tình của quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng 29 người bạn bước vào vòng 2 này. Nội dung câu hỏi vòng 2 như sau. Ruột bút chì ngày nay ta sử dụng được phát minh từ đâu? A. Pháp. B. Nga. C. Anh. Và D. Làm Mỹ. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem sẽ chọn đáp án nào. 3 giây bắt đầu. 3 giây đã trôi qua rồi. Và chúng ta xem trong từng đáp án có bao nhiêu bạn lựa chọn.
Ở đáp án A có 17 bạn. Đáp án B có 1 bạn. Đáp án C có 9 bạn. Và đáp án D có 2 bạn. Chúng ta chờ đợi xem sẽ có bao nhiêu người bạn được bước tiếp vào vòng trong. Đáp án đúng của câu hỏi này chính là đáp án A. Năm 1795, công tài người Pháp phát minh ra phương pháp trộn than chì với đất sét rồi đem nung cứng thành ruột bút chì. Cho đến nay, phương pháp này vẫn được sử dụng trên toàn thế giới. Chúc mừng 17 bạn đã chọn đáp án A. Các bạn được bước tiếp vào vòng trong. Còn bây giờ thì chúng ta hãy chờ xem vị khán giả may mắn tiếp theo là ai đây. Xin chúc mừng 17 người chơi của chúng ta đã trả lời thật xuất sắc câu hỏi của chương trình để bước tiếp vào vòng trong của chương trình quà tặng tri thức. Còn bây giờ thì tất cả chúng ta hãy cùng tìm xem người may mắn tiếp theo là ai. Anh Nghĩa ơi, hãy quay ngay vòng cầu đảo đều tất cả những lá thăm để chia đều may mắn cho tất cả những quý vị khán giả. Nhanh thôi, có ngay đây mà. Thôi, có rất nhiều những lá phiếu nằm trong lồng cầu này Hồng Phượng ơi. Và bây giờ anh đã lựa chọn được một lá phiếu. Hãy đọc thật lớn số điện thoại đó lên nha. Đây là số điện thoại may mắn thứ hai. Hồng Phượng xin được chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0883 26960. Và xin bộ phận kỹ thuật cho chúng tôi liên hệ với chủ nhân của số điện thoại này. Anh Nghĩa ơi, như vậy là chúng ta chỉ còn 17 người bạn để bước tiếp vòng 3 vào vòng 3 của chương trình thôi. Cái số lượng phân nửa, gần phân nửa đúng không anh Nghĩa? Vậy thì anh Nghĩa có thấy rằng câu hỏi hồi nãy có khó không vậy? Câu hỏi đó thì anh nghĩ rằng cũng hơi khó một chút xíu. Khúc mắc một chút xíu. Nhưng mà anh nghĩ rằng đó cũng chính là một cái điều hết sức lý thú khi đến với chương trình chúng ta đúng không? Nếu như mà câu hỏi hết sức đơn giản thì cái chương trình quà tặng tri thức ngay cái tên gọi đó cũng không còn ý nghĩa nữa. Hồng Phượng cũng nghĩ rằng như thế. Và chúng ta hãy cùng chúc cho 17 người bạn của chúng ta sẽ may mắn trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng làm quen với chủ nhân của số điện thoại may mắn thứ hai. Alo, xin chào. Alo, dạ xin chào. Xin chào anh à, anh hãy giới thiệu về bản thân của mình đi ạ. Dạ xin chào anh, mình tên là Vũ Hoài Long. Hiện năm nay mình 24 tuổi, mình là kỹ sư xây dựng đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Chào bạn, chào bạn Long. Bạn làm kỹ sư xây dựng đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Thế thì không biết rằng bạn đã làm được bao nhiêu công trình rồi, bạn có nhớ hết không? Tới hiện nay thì chỉ mới có 4 thôi, mình chỉ mới đi qua được 4 công trình thôi. Chỉ mới 4 công trình thôi. Và anh ơi, anh tìm được điều gì thú vị trong công việc của mình ạ? Đó là cảm giác khi được nhìn thấy các ngôi nhà được xây lên. Cảm giác khi được nhìn thấy những ngôi nhà được xây lên là thành quả của mình thì vừa thú vị vừa rất là thích thú đúng không anh? Và bây giờ thì Hồng Phượng xin mời anh hãy chọn một trong 7 bảng logo còn lại của chúng tôi. Cho mình được chọn bảng LG. Logo LG. Và phần quà dành cho bạn đó là, wow, máy lạnh LG một ngựa, có tấm tản nhiệt mạ vàng, chế độ hút ẩm tốt, làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện. Đây là một phần quà phải nói là rất là lý thú, nhưng mà phần quà này có thuộc về anh hay không còn thuộc tùy thuộc rằng anh có đáp đúng câu hỏi của chương trình hay không nữa. Bây giờ anh đã sẵn sàng chưa ạ? Dạ vâng, mình sẵn sàng. Câu hỏi dành danh như sau: cây chuối có nguồn gốc từ khu vực nào sau đây? Anh có 4 sự lựa chọn: A. Đông Nam Á, B. Tiểu Á, C. Nam Phi, D. Tây Âu. 10 giây dành cho anh. Bắt đầu. Nhanh lên, mình chọn đáp án A. Đáp án A đó là Đông Nam Á. Vì sao anh lựa chọn đáp án này ạ? Mình có nhớ mình xem trên một tờ báo có nói là nguồn gốc cây chuối từ Đông Nam Á. Xem báo thành ra anh nhớ được cái thông tin này. Đúng là báo chí cũng như tất cả các phương tiện thông tin đại chúng luôn mang đến cho chúng ta nhiều kiến thức thật sự là bổ ích. Thế thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng chờ xem những kiến thức mà anh nhớ được đó có chính xác với đáp án của chương trình đưa ra hay không. Mời anh lắng nghe. Đáp án của chúng tôi như sau. Theo các nhà nghiên cứu thực vật, chuối có cách đây 10.000 năm, bắt nguồn từ khu vực Đông Nam Á. Xin chúc mừng. Như
vậy đáp án của anh đưa ra đã đúng với đáp án của chương trình. Và bây giờ chắc chắn rằng anh đang rất là vui và xúc động lắm. Dạ, nhưng anh hãy cố gắng kiềm chế sự xúc động của mình một chút xíu để tiếp tục nghe hết đáp án của chúng tôi anh nhé. Dạ vâng. Từ Đông Nam Á, chuối đã được các thương nhân đưa tới Ấn Độ. Nên theo chân các nhà lái buôn, chuối đi từ Ấn Độ sang Đông Phi, vượt qua Tây Phi. Sau đó các thủy thủ Bồ Đào Nha trong chuyến khám phá thế giới bằng con đường hàng hải đã mang chuối đến Trung Quốc, Bắc Mỹ và châu Âu. Anh ơi, bây giờ Hồng Phượng và Đại Nghĩa đang rất nóng lòng để được nghe cảm nhận của anh bây giờ ạ. Mình không biết nói gì hơn, mình đang rất là vui sướng. Hôm qua là một chiếc máy lạnh thì với một chiếc máy lạnh một ngựa của LG thì đặt trong phòng ngủ của mình thì hoàn toàn thích hợp, có đúng vậy không ạ? Một lần nữa xin chúc mừng anh và xin cảm ơn anh đã đến với chương trình ngày hôm nay. Chúc anh cùng với gia đình có một ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ và nhiều hạnh phúc nhé. Còn bây giờ thì chúng tôi xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng quay trở lại với trường quay để cùng gặp lại anh Quách Hồ Ninh và 17 người chơi của chúng ta. Xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống thì sự nhanh nhẹn trong giao tiếp cũng như là sự linh hoạt trong những tình huống rất là cần thiết. Thế nhưng mà không phải sự nhanh nhẹn nào, sự linh hoạt nào cũng đáng khích lệ. Và câu chuyện sau đây, mời quý vị nghe xem sự nhanh nhẹn, sự linh hoạt này có đáng cổ vũ không nhé. Có một anh giám đốc đang ngồi ở nhà xem TV cùng với bà xã. Thì hai vợ chồng đang xem TV, bỗng chuông điện thoại của anh chồng reo lên và anh chồng bắt máy. Alo. Thì đầu dây bên kia một giọng nữ ngọt ngào. Alo, anh đó hả? Em đây nè. Anh chồng hốt hoảng. Nếu bây giờ mà cúp máy thì cũng dở, mà nghe tiếp thì cũng không xong. Trong tích tắc anh nghĩ ra một sáng kiến. Thế là anh mới nói: Alo, ai đó? Hả hả? Danh sách khen thưởng của công ty hả? Rồi rồi, chuẩn bị nghe nè, ghi nè. Đầu dây bên kia thì cô bộ nói: Ủa anh sao vậy? Giỡn hoài à. Ủa anh không thương em nữa hả? Nguyễn Hoài Thương. Cái đầu dây bên kia: Thôi giờ em tới với anh nha. Lê Văn Kiệt. Bên dây kia nói: Không hay anh tới với em đi. Ông chồng nói: Đỗ Văn Bận. Cái đầu dây bên kia nói: Trời ơi, vậy là chừng nào anh tới? Anh chồng mới nói là: Mai anh tới. Nghe, mai anh tới. Rồi, cái đầu dây bên kia của bộ nói: Mấy giờ? Nguyễn Văn Mười, nghe. Rồi, cúp máy. Đó, xong ông chồng thở phào nhẹ nhõm. Quay qua bà vợ nói: Mệt thiệt, nhân viên công ty gì đâu mà danh sách khen thưởng mà cũng không chuẩn bị kỹ càng để phiền hà mình đang xem tivi đó. Thì các bạn thử xem liệu cái sự nhanh nhẹn ấy, sự linh hoạt ấy có đáng khích lệ của nào, tùy các bạn suy nghĩ nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung của câu hỏi vòng 3. Một hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic có bao nhiêu làn bơi? A 6 làn, B 7 làn, C 8 làn và D là 9 làn. 10 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ. Và bây giờ là thời gian 3 giây để các bạn quyết định xem các bạn có phải là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng hay không. 3 giây bắt đầu. Ba giây của chúng ta đã trôi qua rồi. Chúng ta xem. Ở đáp án A có 5 bạn. Đáp án B không có bạn nào. Đáp án C có 11 bạn. Đáp án D cũng không có bạn nào. Ở câu hỏi này thì có một bạn đã chọn đáp án sau thời gian 3 giây, cho nên máy tính đã không nhận đáp án của các bạn. Bây giờ chúng ta chờ đợi xem ai sẽ là người được nhận phần thưởng 15 triệu đồng đây. Đáp án chính xác của chúng ta ở câu hỏi này đó chính là đáp án C.
Một hồ bơi theo tiêu chuẩn Olympic có 8 làn bơi dành cho 8 vận động viên cùng thi đấu một lúc. Xin chúc mừng 11 bạn. 11 bạn đã là chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Xin chia tay những người bạn đã không chọn đáp án C. Các bạn sẽ ra về với một phần quà kỷ niệm của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta hãy dành thời gian cho những khán giả đang xem truyền hình tại nhà cùng tham gia trò chơi quà tặng tri thức. Xin chúc mừng 11 người bạn đã trở thành chủ nhân của phần thưởng 15 triệu đồng. Như vậy là 11 người bạn của chúng ta đã vượt qua vòng 3 của cuộc chơi. Và bây giờ thì sẽ là vòng may mắn cuối cùng dành cho tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình tại nhà đây. Chúng ta hãy cùng chờ xem ai sẽ là người may mắn cuối cùng trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Chờ một chút xíu, chúng ta sẽ biết kết quả ngay thôi. Có chứ nào? Có rồi anh Nghĩa ơi, đây là phiếu thăm may mắn cuối cùng. Rồi, bây giờ thì Đại Nghĩa sẽ đọc thật to số điện thoại này lên. Quý vị hãy chú ý lắng nghe nha. 08 8 20 66 83. Và đó chính là số điện thoại của vị khán giả cuối cùng trong chương trình quà tặng tri thức hôm nay. Xin mời phòng máy giúp chúng tôi liên lạc với vị khán giả này. Quý vị thân mến, trong khi 11 người bạn của chúng ta đang suy nghĩ tại phim trường thì đứng ngay bên cạnh Hồng Phượng đây cũng có một người cũng đang suy nghĩ về câu hỏi đó, đó chính là anh Đại Nghĩa của chúng ta đây. Thưa quý vị, bởi vì Đại Nghĩa cũng là một người rất mê thể thao và đặc biệt là môn bơi lội. Chính vì thế, không bao giờ Đại Nghĩa bỏ qua những cái giải vô địch bơi trong nước cũng như quốc tế. Chính vì thế, Đại Nghĩa trả lời câu hỏi kia một cách thật là dễ dàng, anh hay không Phượng? Em cũng thấy anh hay thì nhưng mà hình như là em còn thấy anh hay hơn, bởi vì hình như là anh rất là giỏi bơi lội đúng không? Về khoảng này thì ông vẫn thua anh Nghĩa rồi. Chúng đỉnh thôi. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta hãy cùng trò chuyện với vị khán giả cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. Alo. Alo. Xin chào. Alo. Chị ạ. Chị alo. Hãy giới thiệu về mình đi ạ. Alo. Alo. Alo, chị có nghe rõ không ạ? Nghe à. Alo. Alo, Đại Nghĩa Hồng Phượng đang nghe chị nói đây. Chào Đại Nghĩa, Hồng Phượng xinh đẹp à. Ôi, chào chị, xin cảm ơn chị ạ. Xinh đẹp rồi nha. Mình đang làm hàng làm thiết kế tạo mẫu. Nhà thiết kế tạo mẫu hả? Làm về design đó, mấy cái brochure catalog á. Chắc chắn rằng khán giả, vì khán giả này của chúng ta là một người có đầu óc rất là nghệ thuật đây. Đúng rồi. Chị ơi, chị hãy giới thiệu thêm về công việc hiện tại của chị đi ạ. Thì mình làm nhận quà ở mấy cái hàng á của bà chị làm ở nhà đó. Dạ. Có dịch vụ vi tính á, là mình mà đem về nhà mình làm, mình thiết kế, rồi mình tạo mẫu cho in ấn á. Một công việc cũng hết sức là thú vị phải không ạ? À? Thì cũng bình thường thôi. Chị đang cười rất là tươi, hình như rằng chị đang rất tự tin phải không ạ? À? Chị có tự tin không? Cũng tự tin đi. Cũng tự tin thôi. Phải tự tin hơn đi chứ ạ. Còn bây giờ thì xin mời chị hãy chọn một trong số bảng logo của chúng tôi ở đây trước khi lắng nghe câu hỏi của chương trình. Mình chọn Sony à. Sony, và phần quà đó là gì? Đầu DVD Sony HDMI cho chuẩn hình ảnh tuyệt đẹp, có khả năng nhớ đến 6 đĩa. Chị cảm thấy phần quà này như thế nào? Mình rất thích à. Đại Nghĩa nghĩ rằng chắc ở nhà chị cũng đã có một chiếc đầu đĩa DVD rồi phải không? Nhưng rồi. Mà nếu như bây giờ mình có thêm một cái đầu đĩa thì càng tuyệt vời hơn chứ sao. Chính vì thế chị hãy cố gắng trả lời thật chính xác câu hỏi mà Đại Nghĩa đọc lên, để phần quà này sẽ thuộc về chị nha. Bây giờ mời chị lắng nghe. Đất nước tiên phong trong việc phát và lưu hành tiền polymer là đất nước nào? Có 4 sự lựa chọn. A. Australia. B. Việt Nam. C. Germany. Và D. New Zealand. Chị có 10 giây suy nghĩ và đưa ra câu trả lời. 10 giây bắt đầu. Bắt đầu. Bây giờ mới bắt đầu chị ơi. Mình chọn A. Đáp án A đó là Australia. Ôi, tức là Đại Nghĩa chưa kịp nói là bắt đầu nữa, chị đã đưa ngay đáp án đó là đáp án A. Vì sao chị có một cái sự lựa chọn dứt khoát và nhanh đến như thế? Mình cảm giác của chị rất là nhanh, rất là nhạy đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta hãy cùng xem thử cảm giác của chị tuy nhanh và nhạy mà có chính xác hay không nha. Từ năm 1967, Ngân hàng Dự trữ Australia đã bắt đầu nghiên cứu ứng dụng chất liệu polymer vào công nghệ in tiền. Năm 1988, Australia in thử nghiệm đồng tiền lưu niệm trên giấy tiền polymer. Và đến năm 1992, Australia chính thức phát hành tiền polymer đầu tiên trên thế giới. Ở một số quốc gia, tiền polymer đã hoàn toàn được sử dụng thay thế tiền giấy truyền thống. Như thế, sự lựa chọn của chị đáp án A, Australia là một đáp án hoàn toàn chính xác. Xin được chúc mừng! Bây giờ thì chúng tôi đang lắng nghe cảm xúc của chị. Chị hãy nói cho mọi người biết cảm xúc của mình như thế nào. Mình cảm ơn rất nhiều, mình rất vui. Không biết rằng có ai ở bên cạnh
cạnh đang chia sẻ niềm vui này với chị không ạ? Có ông xã. Có ông xã, vậy ông xã đang nói gì thế ạ? Ông đang cười. Chỉ biết cười thôi chứ biết nói gì bây giờ. Nhưng mà Đại Nghĩa tin chắc rằng sau buổi tối ngày hôm nay, chị và ông xã sẽ có một buổi tối thật là vui, thật là hạnh phúc, bởi vì chị đã chiến thắng trong chương trình quà tặng tri thức rồi. Một lần nữa xin chúc mừng chị, xin chúc chị và gia đình có một buổi tối thật vui nha. Cảm ơn Đại Nghĩa thông thường nhiều nha. Xin chào chị. Xin chào chị ạ. Quý vị khán giả thân mến, như thế là 30 phút của chương trình quà tặng tri thức hôm nay đến đây là kết thúc. Đại Nghĩa Hồng Phượng cùng với tất cả những người thực hiện chương trình xin được nói lời chia tay với quý vị khán giả. Chúng tôi xin cảm ơn trung tâm điện máy Idea đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Và quý vị khán giả nào đã trúng thưởng trong chương trình ngày hôm nay, hãy lập tức liên lạc ngay với công ty cổ phần Lasta, số 23 đường Phùng Khắc Khoang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh để nhận phần quà dành cho mình. Và xin hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình quà tặng tri thức tuần sau, phát sóng vào tối thứ Tư, tối thứ Sáu lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.